Thế ông xơi cơm đi. Rồi ông ăn cái này cho nó chóng tiêu nhá. Ui, nắng mát. Thế cháu ăn luôn. Này này, ăn hết cơm đi đã. Vâng. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi bác? Hôm nay ngày 16, nhưng mà sao? Cái này hẹn từ ngày mùng 10 rồi ạ. Ừ thì quan trọng gì? Ngày mùng 10 là ngày sản xuất thì sao? Ngày sản xuất ở đây mà bác. Mà sao lại mua sữa chua hết đát cho bố chồng chứ? Hồi mới gặp, anh không nghĩ một người phụ nữ hiện đại như em lại thích nấu nướng đâu đấy. Thật ra em vẫn còn vụng lắm. Nhưng mà em thích được nấu nướng cho chồng với con. Trước em đã mơ có một căn bếp đủ rộng để mình có thể bày vẽ. Như này đã đủ rộng cho em chưa? Đủ rộng, đủ ấm. Vì ở đó có anh. Em sẽ sớm có căn bếp mơ ước của mình. Con chào bố, cô ạ. Vào ăn đi con, nay về sớm thế. Lần sau, nếu bố con về muộn hơn thì nhắn cho con biết ạ. Lại bắt đầu đấy. Dũng, lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi con. Cô Thảo đừng gọi cháu như thế. Vì ngoài bố cháu ra, cháu không thích ai gọi cháu là con đâu ạ. Thế thời thời thế. Bọn trẻ bây giờ nó có những cái suy nghĩ cũng như hành động lạ lắm. Mình không thể áp đặt những suy nghĩ của mình vào cuộc sống của chúng nó được đâu. Nhưng mà thời thế thế thời gì chăng nữa, cái đạo hiếu, cái nhân nghĩa không thể bỏ qua được. Cả đời tôi sống có bất nhân thất đức gì đâu. Thế mà chúng nó sau này trở thành những kẻ vô ơn bạc nghĩa, thiếu hết tình người bà. Đừng làm gì để xấu mặt bố. Mày trả cho bác bao nhiêu? Đóng giả bố mày á là phải trẻ, phải ngon, người ta mới tin chứ. Ông là? Dạ đây là phụ huynh của cháu Hoàng. Tôi là phụ huynh của cháu Dũng. Tôi tên là Hoàng. Thì ok bác. Bác, ô tô. Bác sợ đối diện với sự bất nhân, với sự vô cảm của con người. Trên đời này cái gì mà đã qua rồi ấy thì mình có vớt lại được gì đâu. Cứ vui vẻ mà sống bác ạ. Cái thằng trẻ danh này đi dạy khôn ông già.